Ban biên tập chương trình Thời sự nhanh mến chào quý vị khán giả, mến chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và cùng chúng tôi cập nhật kịp thời những thông tin nổi bật đến từ Thời sự nhanh. Mời quý vị cùng tiến tới chuyên mục điểm tin chính và cùng theo dõi. Lời dối trá và những con quỷ. Quý vị thân mến, phải có người nhận tiền để sửa điểm thì mới có người bỏ tiền chạy điểm. Lẽ đương nhiên, người ta chi tiền tỷ thì phải chọn mặt người vàng. Người Việt dường như hơi bị quen với những chuyến tàu vét lúc hoàng hôn, nhiệm kỳ hoặc chuyện nâng đỡ. Người Việt dường như hơi bị quen với những chuyến tàu vét lúc hoàng hôn, nhiệm kỳ hoặc chuyện nâng đỡ không trong sáng của không ít vị quan chức cỡ tỉnh hoặc trung ương. Chỉ trong vòng 6 tháng trước khi nghỉ hưu, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền đã ký quyết định bổ nhiệm tới 60 cán bộ. Ông Truyền sau đó đã bị kỷ luật cảnh cáo vì có vi phạm khuyết điểm trong việc thực hiện chế độ chính sách nhà ở, đất ở và trong công tác cán bộ. Trích thông báo của Ban Bí thư, công văn số 9396 CV-VPTW về việc xem xét xử lý kỷ luật ông Trần Văn Truyền. Trong vòng 2 tuần trước khi nghỉ hưu, ông Nguyễn Thành Dung, cựu giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã ký hàng loạt quyết định bổ nhiệm, đề bạt cán bộ. Ngay sau đó, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu thu hồi, hủy bỏ 20 quyết định, văn bản liên quan đến việc bổ nhiệm, đề bạt cán bộ không đúng quy định này, đồng thời kỷ luật khiển trách ông Rum. Đầu năm 2019, Nguyễn Thành Rum bị bắt giam trong vụ án vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hai ví dụ nêu trên được nêu lên vì vụ thứ nhất xảy ra ở Hà Nội, vụ thứ hai ở Thành phố Hồ Chí Minh, hai trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng nhất cả nước, tại các tỉnh thành phố khác thì sao? Báo Lao động.vn trong bài 1 tỷ trên một trường hợp nâng điểm, Giám đốc Sở Giáo dục Sơn La nói, bố láo, bố lếu, viết. Theo kết quả điều tra, bị can Trần Xuân Yến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Sơn La, ngày 28 tháng 6 năm 2018, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Sơn La Hoàng Tiến Đức đã gọi ông Yến đến phòng làm việc, đưa cho hai tờ giấy ghi thông tin cá nhân của 8 thí sinh nhờ nâng điểm kèm theo đặt hàng. Bài báo nêu câu hỏi, nhưng bản danh sách các thí sinh được đặt hàng nâng điểm và số tiền bình quân 1 tỷ đồng mỗi trường hợp chạy điểm đang đặt ra một vấn đề khác. Những người đặt hàng là ai và việc chi cả tỷ đồng để đặt hàng, sửa điểm đã cấu thành tội đưa hối lộ. Nếu thông tin mà báo Lao động.vn đưa ra đã được kiểm chứng thì với 44 thí sinh được nâng điểm tại Sơn La, số tiền đặt hàng sẽ là bao nhiêu tỷ đồng? Phải có người nhận tiền để sửa điểm thì mới có người bỏ tiền chạy điểm. Lẽ đương nhiên người ta chi tiền tỷ phải chọn mặt gửi vàng. Vậy ngoài cán bộ ngành giáo dục và công an tham gia ban chỉ đạo cấp tỉnh, còn vàng nào nữa chưa lộ diện? Trong 3 vị giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình thì ông Vũ Văn Sử, Hà Giang đã nghỉ hưu, ông Hoàng Tiến Đức Sơn La, sinh tháng 6 năm 1959 cũng sắp đến ngày cầm sổ. Ông Bùi Trọng Đắc Hòa Bình được biết cũng sẽ nghỉ hưu trong năm 2019. Thế là các ông này đều đã ho nho nhi kỳ, hoàng hôn nhiệm kỳ. Người viết không đủ chứng cứ nên không dám khẳng định các ông ấy có học tập các tấm gương nêu ở đầu bài viết để cùng thực hiện chuyến tàu vét. Tuy nhiên nếu những chuyến tàu vét này không phải là mơ hồ thì chúng thực sự mang lại cho các đầy tớ những gì? Câu hỏi này chắc chắn sẽ khiến cơ quan điều tra tiếp tục tốn nhiều công sức trước khi có câu trả lời chính xác cho công luận. Nói thế không phải người dân mong các đồng chí ấy bị lộ, mà là mong công lý được thực thi để những khẩu hiệu, nghị quyết hay điều luật không phải chỉ dành cho những ai thấp cổ bé họng. Liệu có khả năng lời khai của cựu phó giám đốc Trần Xuân Yến chỉ là chuyện bố lếu bố láo như lời ông Hoàng Tiến Đức, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La trả lời phỏng vấn? Và liệu có khả năng cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La bịa đặt thông tin nhằm đưa cán bộ lãnh đạo cấp trên vào chồng, như cách diễn đạt của bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh với trường hợp con gái ông này được nâng điểm? Không có người nhờ vả chỉ đạo hoặc hối lộ, chẳng vị phó giám đốc sở nào dại đến mức đánh cược sinh mệnh chính trị của mình. Điều này thì chúng thường dân đều hiểu, chỉ có một bộ phận không nhỏ những người chịu trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền chủ trương đường lối cộng với một bộ phận không nhỏ khác hưởng lương từ tiền thuế của dân, làm nhiệm vụ thực thi và bảo vệ pháp luật là còn chần chừ chưa chịu hiểu. Vậy có thể chỉ đích danh những người chưa chịu hiểu, xin giới hạn chỉ nói đến 3 nhân vật tiêu biểu. Ông Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La Hoàng Tiến Đức từng trả lời phỏng vấn qua điện thoại với phóng viên báo Thanh niên.vn như sau. Toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La được thực hiện rất nghiêm ngặt, không hề có bất kỳ tiêu cực nào. Đến thời điểm này, qua báo cáo của các điểm thi, các tổ chấm cho thấy không có sự bất thường. Ông Vũ Văn Sử, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang khẳng định như đinh đóng cột. Chuyện tiêu cực tôi và hai phó giám đốc sở trong hội đồng thi tuyệt nhiên không, tôi đã báo cáo lãnh đạo cao nhất của ngành và các đồng chí lãnh đạo tỉnh như vậy. Tôi biết mình và hai phó giám đốc nên tôi mới nói là không. Hùng hồn hơn cả là ông Bùi Trọng Đắc,
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình, ông này tuyên bố điểm thi của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 ở tỉnh Hòa Bình là khách quan, trung thực và chính xác, không có gì bất thường. Tôi chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình và Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo về việc này. Nếu có điều gì bất thường, chúng tôi sẵn sàng chủ động mời Bộ Giáo dục Đào tạo về thanh kiểm tra và chấm lại toàn bộ bài thi của tỉnh Hòa Bình. Người xưa có câu, miệng quan chôn trẻ, vận vào trường hợp ba ông giám đốc sở nêu trên liệu có thất lễ với lãnh đạo. Nếu mà vận tiếp vào vài ông to hơn thì hơi bị thiếu tế nhị nên dừng. Từ những câu nói dối trá một cách trắng trợn của mấy ông giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nêu trên, liệu có thể nói họ không chỉ kém về năng lực mà còn kém cả về nhân cách? Vậy vì sao những người như thế lại chễm chệ ghế lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cả một tỉnh? Trả lời câu hỏi này chỉ có thể là các ông bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và những cơ quan chịu trách nhiệm quản lý ở Trung ương. Vấn đề sự yếu kém ấy chỉ diễn ra tại ba tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình và chỉ trong ngành giáo dục hay cũng còn ở các nơi khác nữa? Liệu có người hoặc cơ quan nào dám khẳng định rằng tại 60 tỉnh thành phố còn lại, tất cả lãnh đạo cấp sở đều khác hẳn ba tỉnh nêu trên, theo nghĩa là giỏi hơn, liêm chính hơn? Chạy trời không khỏi chạy nắng, chạy ghế không khỏi quy trình. Thế nên tìm ai đó để trả lời câu hỏi trên là điều rất dễ, nhưng chỉ sợ đáp lại câu hỏi của dân lại là kiến nghị Thủ tướng chấn chỉnh xử lý người nêu câu hỏi như cách mà Bộ Công Thương vừa làm. Sử gia Eric Unterman trong cuốn sách When Presidents Lie, A History of Official Deception and Its Consequences. Tạm dịch, khi các tổng thống nói dối, lịch sử lừa dối của chính quyền và hậu quả của nó đưa ra kết luận rằng các lời nói dối của tổng thống chắc chắn sẽ biến thành những con quỷ bóp nghẹt những người tạo ra chúng. Quy trình xây dựng đội ngũ cán bộ đã được vận dụng hơn nửa thế kỷ qua có phải là nguyên nhân tạo nên một bộ phận không nhỏ những kẻ dối trá, những kẻ tay đã nhúng chàm trong hàng ngũ lãnh đạo các cấp? Bằng cách phá hoại nền giáo dục, tức là phá hoại quốc sách hàng đầu, họ đang đứng trong hàng ngũ giặc nội xâm chứ không phải là đồng bào, đồng chí của chúng ta. Vậy có nên nương nhẹ khi họ không còn một chút nhân cách? Những lời dối trá của mấy vị giám đốc sở nêu trên chắc chắn sẽ biến thành những con quỷ bóp nghẹt những người tạo ra chúng. Điều này khỏi phải bàn luận. Tuy nhiên, liệu có đúng không nếu cho rằng quy trình tạo ra những cán bộ đó rồi cũng sẽ biến thành những con quỷ bóp nghẹt từ chức miễn nhiệm? Chống dịch như chống giặc, cớ sao xin giảm án cho giặc? Kính thưa quý vị, ý thức tinh thần thượng tôn pháp luật ở đâu? Hay không có trong khái niệm của những người đứng đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Nguyễn Nhật Cảm và đồng phạm? Sáng ngày 24 tháng 6, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Nguyễn Nhật Cảm, cựu giám đốc CDC Hà Nội và 5 người khác là Nguyễn Vũ Hà Thanh, trưởng phòng tài chính kế toán, Nguyễn Thị Kim Dung, trưởng phòng tổ chức hành chính, Nguyễn Ngọc Quỳnh, trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ và Đào Thế Vinh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vật tư khoa học và thương mại Việt Nam MST, Nguyễn Trần Duy, tổng giám đốc công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành. Ngoài đơn xin giảm nhẹ hình phạt của 30 CDC, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, hai nhà khoa học và một số tổ chức liên quan cho ông Nguyễn Nhật Cảm và nhóm các bị cáo là cựu cán bộ CDC. Luật sư của ông Nguyễn Nhật Cảm nộp thêm đơn xin của 42 phó giáo sư, tiến sĩ và 430 bác sĩ ở một số bệnh viện trên toàn quốc. Việc 30 CDC các tỉnh, hai nhà khoa học và một số tổ chức liên quan, 42 phó giáo sư, tiến sĩ và 430 bác sĩ ở một số bệnh viện trên toàn quốc xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Nguyễn Nhật Cảm và đồng phạm đã nhận được ý kiến trái chiều của dư luận. Tại sao 30 CDC các tỉnh, hai nhà khoa học và một số tổ chức liên quan, 42 phó giáo sư, tiến sĩ và 430 bác sĩ ở một số bệnh viện trên toàn quốc xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Nguyễn Nhật Cảm và đồng phạm? Ý thức tinh thần thượng tôn pháp luật để ở đâu? Hay không có trong khái niệm của những người đứng đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Nguyễn Nhật Cảm và đồng phạm? Nguyên nhân mà họ giải thích cho việc viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt, chúng tôi cho rằng Nguyễn Nhật Cảm chưa xét sao cụ thể, chưa thấy rõ những phức tạp, lỗ hổng của công việc đấu thầu mua trang thiết bị, vật tư và thời gian chống đại dịch trong điều kiện chưa có những văn bản hướng dẫn cụ thể. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy, tham ô là trộm cướp, lãng phí tuy không lấy của công đút túi, song kết quả cũng rất tai hại cho nhân dân, cho chính phủ, có khi tai hại hơn nạn tham ô. Chủ tịch Hồ Chí Minh cắt nghĩa, xét cho cùng, sở dĩ có nạn tham ô, lãng phí là vì có bệnh quan liêu. Đây là căn bệnh trong gan, trong tim, ở nơi bàn giấy, nơi sự vụ. Nó rất khó nhận diện nên rất khó chữa. Đối với công việc, những người quan liêu hay trọng hình thức mà không xem xét khắp mọi mặt, không vào sâu vấn đề, chỉ biết khai hội, viết chỉ thị, xem báo cáo trên giấy, chứ không kiểm tra đến nơi đến chốn. Những người mắc bệnh quan liêu, có mắt mà không thấy suốt, có tai mà không thấy thấu, có chế độ mà không giữ đúng, có kỷ luật mà không nắm vững. Kết quả là những người xấu, những cán bộ kém, tha hồ tham ô lãng phí. Người nhận định, thế là bệnh quan liêu đã ấp ủ, dung túng, che chở cho nạn tham ô lãng phí. Vì vậy, muốn trừ sạch nạn tham ô lãng phí thì trước mắt phải tẩy sạch bệnh quan liêu. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, ba căn bệnh tham ô lãng phí quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và của chính phủ.
Loại kẻ thù này khá nguy hiểm vì nó không mang gươm mang súng mà nó nằm trong các tổ chức của ta để làm hỏng công việc của ta. Từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, lãnh đạo đảng và nhà nước đã nhiều lần chỉ đạo chống dịch như chống giặc. Đối với Việt Nam, trong dịch có giặc, đó là các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị thường xuyên lợi dụng việc phòng chống dịch Covid-19 để chống phá cách mạng Việt Nam. Đó là những kẻ nối giáo cho giặc, là những người giấu bệnh, khai báo y tế không trung thực, chống và trốn cách ly, không chấp hành lệnh cấm tụ tập tiếp xúc đông người, làm lây lan dịch bệnh. Đó là những kẻ lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ trục lợi, nâng giá, bắt chẹt người mua, sản xuất hàng giả, buôn lậu hàng hóa y tế ra nước ngoài, lợi dụng dịch bệnh để phạm tội. Đó là những kẻ lợi dụng dịch bệnh để phao tin đồn nhảm, làm rối lòng quân, gây hoang mang trong dân, gây ảnh hưởng xấu đến công tác phòng chống dịch của Việt Nam. Các loại giặc trên đều nguy hiểm như nhau và là đối tượng phải tiêu diệt. Dịch Covid-19 là giặc vô hình, mắt thường không thể thấy được làm người ta mắc bệnh và tử vong. Đó là các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị. Do đó, chống giặc được hiểu, chống giặc dịch được hiểu là chống giặc Covid-19 để cứu người, bảo vệ Tổ quốc. Thứ giặc còn lại cũng nguy hiểm không kém nên đặt ra tính cấp bách và là đối tượng phải phòng chống nhanh chóng và kịp thời. Chẳng nhẽ những người viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Nguyễn Nhật Cảm và đồng phạm không nhận thức được những kẻ lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ trục lợi, nâng giá, bắt chẹt người mua, sản xuất hàng giả, buôn lậu hàng hóa y tế ra nước ngoài. Lợi dụng dịch bệnh để phạm tội là giặc, cớ sao còn viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho giặc? Từ rất sớm, trong tác phẩm Đường Cách Mệnh, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh đã luận giải. Trong mỗi giai đoạn cách mạng, Đảng căn cứ vào tình hình trong nước và trên thế giới đều đề ra những khẩu hiệu, mục đích và kế hoạch đấu tranh. Đảng quy định ở giai đoạn nào thì phải dựa vào lực lượng nào, đoàn kết lực lượng nào, cô lập và phân hóa lực lượng nào để tiêu diệt kẻ thù của giai cấp, của nhân dân. Khẩu hiệu chính trị đúng thì toàn dân thấy rõ phương hướng, nhận rõ ai là bạn, ai là thù, đoàn kết chặt chẽ xung quanh Đảng để đánh thắng kẻ thù của cách mạng. Vì vậy, khẩu hiệu chống dịch như chống giặc trong phòng chống dịch Covid-19 là sự vận dụng sáng tạo, chỉ dẫn quý báu đó của người và tất yếu Việt Nam sẽ sớm giành thắng lợi trước thứ giặc nguy hiểm này. Lỗ hổng của công việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị vật tư y tế nếu có, đương nhiên cần nhanh chóng vá lại, nhưng đấy không thể, không nên là lý do xin giảm án cho Nguyễn Nhật Cảm và đồng phạm. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Đảng và nhà nước đã, đang và sẽ tiếp tục công cuộc phòng chống tham nhũng không có vùng cấm. Đã có rất nhiều cán bộ cấp cao đương nhiệm cũng như nghỉ hưu bị xử lý hình sự khi vi phạm pháp luật, thì không có cớ gì phải nương tay với những người nâng giá trang thiết bị vật tư y tế ngay giữa lúc cả nước đang chống dịch. Ngày 15 tháng 5 năm 2016, Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị số 05 CTTW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp đó, vào tháng 10 năm 2016, Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã ban hành nghị quyết số 04 NQTW về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.